Ai 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 ai. Ai da. Ôi cậu ơi. Chạy đi. Hello, xin chào mừng ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Săn Ma TV cả nhà. Hello cô chú anh chị đã trở lại kênh của Tú đi đêm. Cả nhà, thì hôm nay Tú đang đi với một đứa cháu. Thì cái kênh mà Tú đi đêm, cái kênh này thì cũng khá lâu rồi. Tú không có đăng nội dung cho cô chú anh chị. Ây da. Cái gì? Gì cậu? Như cậy tao bay người luôn. Cái chỗ này ghê quá vậy. Cô mới chú anh chị luôn, cô chú anh chị à. Cô chú anh chị ơi, thì hai tụi con mới đến một cái nơi rất là mới. Và cái nơi này cả nhà thì rất là lớn, rộng lớn. Thì nơi đây câu chuyện có gì đó không ổn lắm. Không ổn. Con không sợ. Thì cả nhà thì ở đây trước đây câu chuyện như thế nào thì Tú hoàn toàn không biết. Và đặc biệt hôm nay khi đi ngang cái đoạn đường này thì khu vực này rất là vắng cả nhà. Thì ở trong một con kinh rất là nhỏ, và hầu đây đây á hầu như là một cái quán, một cái quán phải không? Dạ đúng rồi, cái quán rồi. Một cái quán cà phê hay một cái quán nhậu gì đó cũng khá là rộng lớn. Và trước đây gia chủ làm ăn như thế nào thì hầu như tụi con không biết được là họ làm ăn có phát triển hay hoặc là nguyên nhân nào đó mà họ bỏ đi. Thì hiện tại bây giờ thì cái nơi đây hoàn toàn hoang vắng. Thì lúc nãy hai cô cháu con có chạy ngang thì có vô tình nhìn vào thấy ôi sao mà cái nơi này nó hoang vắng lạnh lẽo mà nhìn một cách rùng rợn cái nhà. Thì hai cô cháu mới dừng lại và xem xét bên ngoài, nhìn vào thì thấy đã bỏ hoang rồi. Tiếng gì cậu ơi? Thì cũng xin thưa với ông bà chú là hai tụi con hiện tại bây giờ là đang ngồi phía sau cái quán đó. Cái nhà nhìn này, phía sau này là cái gì? Ruộng lúa. Và hiện tại trước mặt con nè đang là ngôi nhà rất là lớn. Và có những cái tâm, chắc có chú anh chị mình nhiều anh nhiều chú đi nhậu, đi quán đồ, chắc có lẽ biết được những cái quán mà có những cái chòi riêng biệt để mà ngồi nhậu đó cả nhà. Đó. Thì nơi đây cũng giống như vậy nhưng mà rất là nhiều. Và có một cái quầy lớn là cái nhà lớn để người ta phục vụ đó. Thì hoàn toàn hoang. Theo ý con coi thử đi. Tại con ấy con thấy ở đây cảm giác như nào? Con thấy lần đầu đến đây mà thấy cảm giác nó rùng rợn, mà có cái gì đó rất là không được ổn lắm. Tại con thấy nãy giờ hai cô cháu mình ngồi ở đây mà cứ có cảm giác là đó. Thì nhà thiền cháu thì hôm nay mình dẫn đi để cho nó quay cái kênh Tú đi đêm, cũng như là mình cũng chỉ dạy nó một cái cách để mà giúp đỡ những hương linh, những vong hồn bất vượng và đang chịu khổ, chịu đói, chịu rét trong những cái nơi hoang vắng. Và mình đang hướng dẫn cho cháu một con đường đi giống như mình, cũng như của chú anh chị đã xem theo dõi mình trước giờ. Một con đường mà có thể giúp được vong linh và thậm chí là có thể giúp được những người đang thực sự đang sống và đang chịu một cái cảnh nghèo khổ đó. Thì đó là cũng như hoàn toàn nhờ vào của chú anh chị yêu quý như Mạnh Quân, đó là một cái tâm để mà giúp đỡ những người đang sống. Và tụi con đang đi cái hành trình này là đang giúp đỡ những người đã khuất. Thì hôm nay đến ở đây không biết là chưa vào trong chưa biết như thế nào, cũng như hoàn cảnh bên trong như thế nào. Cô chú chị, thôi bây giờ không bị dầm nữa, không làm cho cô chú anh chị mình tò mò thêm nữa. Bây giờ hai cho con mời ông bà cô chú anh chị các bạn đang xem video đi thẳng vào vấn đề hôm nay, và hai con đi vào trong cái quán này và đang điều gì đang xảy ra bên trong và vì sao gia chủ phải bỏ hoang
Mà quên nữa, cô chú anh chị nào yêu quý nhớ có thể qua kênh Túi Đêm để mà xem ủng hộ cho bé nha cả nhà. Con xin cảm ơn cô chú anh chị đã coi clip. Thì cả nhà, giờ hai cô cháu con sẽ đi vào nhà hoang này và xem thử trong đây đang chất chứa những gì nha cả nhà. Đi cả nhà. Thưa bà cô chú ơi, từ giờ hai cô cháu con sẽ đi vào nhà hoang cả nhà. Thì hôm nay là cái đêm trăng rất là tròn. Muốn nghe ai vô nó trong á. Tiếng gần hả? Dạ. Đi từ 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 vô thôi nha. Làm vấn đề này thì cái gì cũng phải từ từ chứ không được gấp. Ê bên đây nè. Bên đây có đồ đi vô nè. Đi bên đây nè. Từ từ nha. Ê, 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 ê. Cẩn thận. Thì Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái trung linh ở đây ơi, nay hai cậu cháu con lần đầu tiên đến đây. Ai đứng trọng á cậu ơi. Cái gì? Ai đứng á. Ai đứng à? Đâu đâu? Đâu có thấy ai đâu. Ê, cái cửa. Cái cửa nó bị mở ra mở vô. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay hai cô cháu tôi có mặt tại ngôi nhà hoang này. Trước á, thì đến để mà tìm hiểu về nó đây. Thứ hai thì nếu mà trong ngôi nhà hang này hiện tại đang có vong linh ở đó, đang vấp phượng ở đây, đang chịu sự đổi lạnh đổi khắc ở đây, thì hôm nay đến đây thì cũng là một cơ duyên, thì cũng mong được gặp vong linh, thấy được hình hài linh như thế nào, để mà nếu vong linh có cần sợ, cần sự giúp đỡ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho vong linh. Không có động tĩnh gì nữa cậu ơi. Đi vô thử. Bên này cái gì đây? Bên này cũng có một cái trại, một cái gì đó bỏ quan đây nè. Ê, 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 cái gì? Ê, ê, cậu ơi! Ê, 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 ê. Cái gì? Có sao không? Đâu rồi? Cái sao không? Cái gì? Có cái gì không ơi. Ê. Bị lôi vô. Đồ nữ vậy. Bị lôi vô hả? Dạ. Nói chung là vấn đề này vậy chuyện bình thường. Đeo lùi à? Đeo lùi à? Không thấy gì được chứ. Ôi ơi, đi vào cảnh đàng hoàng nha. Có lửa lam nè. Chưa, đây còn đặt cái máy nhưng còn đốt nhang cái cây. Xin thép đây cái cây. Úi đụng, úi da. Chặt chân. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin chào Hương Linh. Thì lần đầu đến đây thì con không biết Hương Linh là kéo cái gì đó. Kéo cái gì? Kéo cái gì, kéo sợi dây đó cậu ơi. Dùng lên ơi. Giống như cậu con nói nãy gì đó. Thì đến đây chỉ có ý tốt để giúp dùng linh thôi à. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cầu đang chặt đây, đất đai thổ thần để đây, các ngài đang cai quản đất này, những người đang có mặt ở đây và những vong linh đang chịu khổ chịu phép nơi đây. Hôm nay hai cậu cháu con có dịp mong một chuyến đến đây, nơi ngôi nhà hang này, thì hiện tại đang
cũng không biết là tuổi tác lớn như thế nào, và không biết là vì sao mà mất đi và vì sao lại ở đây. Hôm nay có cơ duyên có điều gì người ta lại sao phải làm cái bảng như thế này. Còn trên này thì rồi không thấy rồi. Lưng quậy đi ra trước đi, đi lưng quậy đến đường đâu mà người ta quản lý chặt, nó gặp gì sao? Ở trong này có gì nước hay mưa hả? Mưa giọt có gì nước không nè? Cái gì vậy cậu ơi? Cái gì? Tiếng gì á? Tiếng gì? Đâu mà tiếng em đây? Cái gì đó? Ý kìa. Nè. Đợi nói chuyện lên đi. Nhớ rồi, phải tôn trọng người ta nghe. Dạ. Chị không Linh ơi. Đi sẽ tới. Này, hai cậu cháu con... Hai cô cháu con đến đây cũng muốn coi tốt để giúp ông Linh à. Hỏi coi cậu có cần giúp đỡ gì không? Ông Linh có cần giúp đỡ gì không? Không. Hỏi họ là nam hay nữ? Ông Linh là nam hay nữ? Đuổi đi hả? Nhưng mà cháu biết không tin đi, hai cô cháu tôi giúp. Bây giờ Hương Linh đây. Thì trước sau thì hai cô cháu tôi đến đây rồi, thì cũng đã gặp được Hương Linh rồi. Thì nếu mà Hương Linh có điều oan ức gì đó chưa giải bày được, cần và đang muốn được đi rồi một cái nơi nào đó tốt hơn để mà tu tập, hay hoặc là muốn được siêu thoát, thì hai cô cháu tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho Hương Linh có một con đường khác để đi, để thoát khỏi ở đây, cũng như là giúp đỡ cho Linh được về một cái nơi khác để mà tu tập, để mà siêu thoát nha. Chị Hương Linh ơi, giờ con xin từ Cái gì vậy? Ủa đâu rồi? Cái bọc đồ cúng của mình tự nhiên nó bay qua đây à? Không biết là đây thật sự có phải một vong hay không. Chắc tôi nghĩ chắc mười nhiều vong á. Lấy một cái đồ cúng. Nó môi như Phật. Thì cái nhà, thì bây giờ hai cô giáo con sẽ tiếp tục. Ê, cái gì? Ơi. Cái gì đó bay cái vụ qua tham gia. Bây giờ tụi con xin phép được đi khám phá.
thêm khu vực này nha cả nhà. Đi đi. Nơi đây có lẽ là một cái nơi nơi phục vụ. Ôi ôi, trên đây miễn mãi như nhau chứ. Đây, đây. Hey, có mấy cái chòi. Đây, đây, đây. Đây có quán ăn nè. Đồ cúng nè. Đây, giặt mấy cái khung hình cho thử cái gì vậy. Đây nè, cái này nè. Lặt ra, coi thử ra, cái này nè. Coi mừng nữa nè. Những thờ, những ai đó. Lặt ra. Đó cái gì? Cái này như là tấm kiến thôi à. Tấm kiến thôi hả? Dạ. Không. Con, đây không phải là miếng kiến mà là một cái đồ để mà ta để thờ á, cái một cái bàn thông thiên hiểu không? Dạ. Cái nhà này ngoài cảnh vật sơ sát thường thấy. Con cũng không hiểu sao mà chỗ này bỏ hoang nữa. Đây rất là rộng luôn. Rất là lớn luôn. Bên đây có những cái tùm nhỏ 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 nhóc hết trơn. Bây giờ đi xếp đây coi. Đây, 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 đây có cái tùm nhỏ. Đưa qua cái tùm này đây. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Họ ở đây. Con lên đây. Không biết Linh đang cần điều gì, mà nếu mà có cần á thì chúng tôi giúp được cho Linh điều gì á thì Linh cứ cứ nói ra thì cậu cháu tôi giúp đỡ cho. Linh ơi, nếu có cần điều gì thì ủa ở đâu rồi? Ơi, nơi đây không phải là một hương linh một nghe, có thể là nhiều vong. Nhưng mà ở đây có thể họ chưa có xuất hiện chúng ta thấy. Đó, nghe tiếng nữ kêu nghe lên không? Nghe. Tiếng gì không? Em nghe. Rồi cầm máy đi. Giữ phân cách nha. Nè. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con hỏi bên trong là vong nam hay nữ ạ? Quỷ. Ông là quỷ. Cho con hỏi ông đã làm quỷ được bao nhiêu năm rồi? Rất là nhiều nơi mà Tú thật sự đã đến đó nha. Nhưng mà cái sự mà một ốc cục nổi lên á thì rất là ít. Nhưng mà đến cái nhà này bắt đầu lông tai nó sừng lên, là mình cảm giác được một cái luồng âm khí rất là nặng ở đây. Không thấy đường nhưng mà có một sức mạnh gì đó giống như cái bàn tay bóp cổ. À có tiếng. Không thấy bằng kỳ ta. Môi Phật. Thì sẵn ở đây đang có bát nhang.
con xin phép những vong linh hương hồn ở đây, đất đai dân trạch ở đây, thổ thần của địa này, con xin cắm bao hương đây để tỏ lòng thành và cũng như là tấm lòng của hai cậu cháu con lên đây để mà muốn giúp đỡ các lên đây. Có thể lên đây thật sự là một cái nơi mà vong linh quỷ dữ đang lộng hành ở đây rất là nhiều, và tụi con đến đây thì không biết khả năng mà có giúp được hương linh thì có nổi hay không. Con mong được các quý ngài, các chư vị ủng hộ và giúp đỡ tụi con có thể giúp được những linh đây. Nam mô A Di Đà Phật. Hay là giống với con biết thực sự ở đây cái nhà mình chưa đi hết được, mới cái nhà lớn thôi, còn những cái tông nhỏ rất là nhiều và không biết là bên trong đang có điều gì. Lúc nào giữ khoảng cách vậy nha, đừng lại gần quá nha. Thấy gì không cậu? Không có gì. Nước ở đâu ra ta? Không lẽ mưa sao? Gì cậu ơi, họ thể giả những con này con kia để mà họ theo dõi chúng ta. Bây giờ con lại con giao tiếp dân lên đi, tập cho tiếp đi. Chị Hương Linh ơi, thì nãy giờ cậu cháu con đến đây cũng có ý tốt, chỉ muốn gặp. Chị Hương Linh ơi, hai cô cháu con xin phép đến đây á cũng để giúp đỡ những vong linh còn mắc kẹt trên trần gian này. Thì cho con hỏi Hương Linh là trai hay gái? Nghe giọng Việt Nam ơi. Con đến đây cũng muốn có ý tốt để giúp đỡ ông thôi. Đi gì rồi? Đi rồi cậu ơi. Kìa, đứng đó kìa cậu. Gì? Đâu? Đứng trên cái lò đó đó. Đi tới đây, chỗ nào chỉ coi. Con hay đứng ở đây nè. Chỗ nào? Đứng cái lò này hả? Cái miệng nãy, cho bá à. Nãy cậu đứng đây cậu cũng bị nắm giò.
lúc mà cậu sắp té bị nấm giò đó. Đưa đây thử cái coi có gì không, đẩy cửa vô đây. Là gì vậy? Cậu ơi cậu. Cái gì? Kìa. Kìa. Không biết ông từ đâu đến đây. Hôm nay á thì có lẽ là cái duyên gì đó mà tụi con đến đây gặp được ông. Thì trước hay hoặc sau thì cũng đã đến rồi. Và bây giờ ông có làm dữ với tụi con chăng nữa thì ông cũng không được điều gì. Và tụi con ở đây cũng không giúp được cho ông. Có hy vọng là ông sẽ nghe và là sẽ thấu hiểu được những gì tụi con làm và ông đang được gì và tụi con có thể giúp được gì. Nếu như ông còn có thắc mắc nào đó hay hoặc có oan ức gì đó, ông đang đợi chờ ai đó để có thể là báo thù gì đó. Chỉ hỏi kìa cậu. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ông chỉ ra bên ngoài, con không biết là ý ông muốn gì. Ông có thể là chỉ tụi con một linh khác, hay hoặc là ông muốn chỉ tụi con đường đi ra bên ngoài, hoặc là ông muốn đuổi tụi con. Ôi cậu ơi. Còn mà đúng mạnh, đúng sai vậy mà còn nắm tới lâu tới luôn. Mà tức một điều đây là chưa biết họ tên ông ta, không biết được thông tin ông này như thế nào. Bây giờ mà cô chú ơi, thì nãy giờ căn nhà mình xem đã thấy tụi con nãy giờ là mới đi được một cái nhà giữa thôi, tụi con chưa ra những cái nhà nhỏ, những cái tum. Ông ơi, thì bây giờ con không biết là ông đang muốn gì, mình hiểu được. Thì con sẽ cúng kiến cho ông và coi như là hôm nay giữa con và ông làm quen với nhau. Con muốn cúng cho ông một chút bánh, nhang đèn với tiền bạc. Con mong ông thọ hưởng nhận lấy cái lộc của con. Và con hy vọng là ông sẽ... cái gì? Biết rồi mà sao không? Mô gì được Phật. Coi chừng nha cậu. Nam mô A Di Đà Phật. Hương Linh ơi, ông tên là gì? Bây giờ con sẽ bài niệm và cúng kiến. Con hy vọng ông sẽ để cho con cúng kiến nha. Nam mô A Di Đà Phật. Đây, để máy này. Cúng trên này luôn. Đây đây đây. Cầm nhanh đi. Cái nhà bây giờ con sẽ cúng. Bắt đầu đi. Bây giờ
Bây giờ hai tụi con, hai cậu cháu con sẽ cúng ở trong cái chỗ cái bàn đó cả nhà. Để con thầy con về già xíu, hồi đợt quay đặt cúp rộng luôn đi. Cúp rộng của nhà xem nó rõ, nhưng mà con cá là nó rộng quá thì nhà sẽ thấy tối nha. Ok, không sao hết. Con tăng độ sáng xíu. Con nặng nghe. Mô gì Phật. Tụi con đang cúng. Lên cài cái đây. Okay. Con cài kia kìa. Con cài chén lên cái này. Nó mô gì Phật. Để con ra ngoài lấy bát nhang cái. Được ba cái thôi. Với tiền bạc này. Lấy cái này luôn không cậu? Đây, đây ba tấm. Cắm bán nhang ở đây đi. Nam mô Di Đà Phật, con cầu các hương hồn hương linh đây, những người phước mặt ở đây đang chịu đói chịu khổ chịu lạnh ở đây, hôm nay hai cô cháu cũng đến nhà này có duyên, có bài biện một mâm cúng ở đây, bánh với tiền bạc và nhang đèn, thì con cầu các hương linh ở đây đang có mặt hiện hữu ở đất này đến đây và hưởng những cái món đồ mà tụi con đem đến đây bằng cái tâm cái lòng. Nếu mà hương linh nào đang cần sự giúp đỡ thì xin hiện diện cho tụi con thấy được hình hài của các linh. Còn nếu mà các linh nào đến ngày đến tháng để đi siêu thoát rồi thì cứ việc đi, đừng có lưu luyến ở đây làm gì, để chịu khổ của thân sinh thôi. Môi Di Phật thì con xin phép được ra bên ngoài, nếu hương linh nào cần thiết thì đến đây hưởng đồ cúng tụi con đến. Nam mô Di Đà Phật. Nhiều lắm. Để cái miếng đây.
bà cô chú ơi, thì bây giờ hai cô cháu con ra bên ngoài, nói chung là mày lộ ngồi cái nhà. Thì nghe bên trong nhà này rất là nhiều tiếng rên đó. Thì nãy giờ trong này không biết là thì tụi con đã cúng kiến rồi, thì cho phép tụi con đốt số giấy tiền bạc này đến các hương linh. Mô Di Đà Phật. Con đốt này xong con đi về. Thì ông ơi, để hai cô cháu con đốt rồi. Nam mô Di Phật. Cái nhà thì hai cô cháu con xin đi về. Cảm ơn cái nhà xem được rất là nhiều.